Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em xin giới thiệu với các bác một số những cái mẫu sản phẩm bên em Dân mới về, một số những mẫu sản phẩm bên em Dân đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, không để các bác chờ lâu nữa, bên em xin đi và giới thiệu một số những cái mẫu dòng sản phẩm mới bên em luôn. Sản phẩm đầu tiên trong cái video nhà em thì hôm nay xin giới thiệu với các bác một cái dòng ấm đun nước siêu tốc kính Gu Cúc Đô. Đấy, Gu Cúc Đô này. Con này thì thương hiệu của nó là Hàn Quốc nhé. Dung tích con này thì là có thể đun được lên đến 2 lít nước. Và con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta, đây, thông số chi tiết của nó đây. Nó sẽ sử dụng cho chúng ta, đó là nguồn điện của nó, đó là nguồn điện 220V. Con này thì công suất của nó là 1500W và dung tích 2 lít này. Đó. Con này thì rất là ok nhé. Bên viền này này của nó này là có một cái viền tia UV. Bên viền này có một cái viền tia UV để các bác có thể sử dụng thoải mái. Và đây các bác mở ra. Mở ra. Đun nước. Đế của nó đây. Màu sắc của nó thì nó sẽ về tùy theo lô. Những cái lô của trong cái đợt này thì vẫn còn một ít lô màu xanh da trời. Đó. Còn tất cả những cái màu này thì nó có rất là nhiều màu sắc để cho các bác lựa chọn. Cái mã sản phẩm này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác nhé. 130.000 đồng một cái mã ấm đun nước siêu tốc kính như này. Giá cực tốt cho các bác luôn. Giá cực tốt cho các bác luôn nhé. Chỉ có 130.000 đồng thôi. Hàng đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em mã đầu tiên. Ấm đun nước siêu tốc. Đấy, nhà bác nào cũng nên cần có một cái nhé. Nhà bác nào nên cần có một cái. Mã đầu tiên này. Mã thứ hai cũng là một dòng ấm đun nước siêu tốc khác. Con này thì thương hiệu của nó là Le Beng Lang. Nhìn của nó thì nó hầm hố hơn. Con này nhìn nó hầm hố hơn và nó thông minh hơn này. Thông minh hơn này. Cái dòng này của nó thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Le Beng Lang. Dung tích con này thì lại chỉ có 1.8L thôi. Dung tích của nó 1.8L. Con này thì của nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái lọc trà. Một cái lọc trà này, tia lọc trà này rất là ok luôn. Rất là ok luôn này. Các bác có thể dễ dàng vệ sinh, nâng ra tháo vào rất dễ dàng vệ sinh và các bác ấn lại. Đấy, các bác có thể cho trà vào đây để các bác đun trực tiếp luôn nhé. Giá của nó thì bên nhà em đang bán với mức giá là 400.000 đồng. Đây là cái chi tiết của nó này. Đấy, các bác có thể tham khảo. Đây, xuất xứ của nó, địa chỉ nơi xuất xứ của nó này. Đấy, nhà máy đóng lắp ráp này. Đấy, và con này thì sử dụng nguồn điện 220 đến 240, công suất của nó là 1850W đến 2200W, dung tích là 1.8L nhé các bác nhé. Và giá của nó, con này bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 400.000 đồng thôi. 400.000 đồng và bên nhà em còn bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. 400.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. Đó, hàng đẹp luôn nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Ấm đun nước siêu tốc. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một dòng cây sen tắm này. Đấy, đây là cả một bộ của nó luôn nhé. Một bộ của nó em đã lắp sẵn vào đây rồi cho chúng ta rồi. Dòng này thì của nó là cây sen vuông. Dòng này của nó cây sen vuông. Cái chiều cao này nhé. Cái chiều cao này thì ở cái khẩu này này. Các bác có thể rút lên rút xuống được. Đây, để em xin phép được. Mở ra cho các bác. Cái này có thể hạ lên hạ xuống này. Cái cây sen này có thể rút lên rút xuống này. Đấy. Các bác có thể khẩu này. Các bác có thể nâng lên hạ xuống đều được. Nó trong vòng của thêm cộng trừ 50cm nữa. Nó sẽ có một cái bát sen. Bát sen tay này để chúng ta tắm như bát sen thường này. Đó, chất lượng của nó thì cực kỳ ok luôn nhé. Con này thì bát sen vuông. Của nó là bát sen vuông, cây sen vuông cho chúng ta luôn. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Các bác lắp lên form của nhà tắm thì nó rất là nổi. Nó rất là nổi form luôn. Đấy, còn cái dây này thì chúng ta để đây. Đó, rất là đẹp. Con này thì kích thước của nó thì các bác có thể thấy là nó từ trên mặt đất lên. Nó có thể cao từ bắt đầu từ 60 phân. Đấy, cho lên 1m2. 60 phân lên 1m2 nhé. Thì chúng ta có thể đều co giãn được. Con này thì đây, cái củ này của nó này các bác này. Đấy, ở đây. Ở đây, củ đây của nó đây. Nó có một cái vòi xả tự do. Đấy, các bác vặn ra để các bác xả tự do. Nếu mà các bác không cần dùng đến nữa thì các bác có thể gấp gọn vào bên trong tường để cho nó gọn gàng. Đấy, và đây là nút xả của nó này, nút chọn chế độ của nó này. Đấy, và các bác chỉ việc mở tắt ở đây là xong. Nóng lạnh. Con này thì là cây sen nóng lạnh. Đấy, cây sen vuông. Cây sen vuông nhé. Con này thì bên nhà em đang có một cái mức giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá của nó bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.300.000 đồng. 1.300.000 đồng. 1.300 cây. Đấy, 1.300.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Dòng này của nó thì đây. Em xin dựng lên. Dòng này của nó là thương hiệu của nó là thương hiệu của con ngựa này, HV Ma này. Và con này thì
thương hiệu của nó là Germany của Đức. Hàng này thì thương hiệu của nó này. Đấy, hàng của Germany của Đức. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này thì các bác về các bác lắp vào, phụ kiện của nó thì sẽ đầy đủ. Phụ kiện để lắp của nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn nhé, nên các bác yên tâm. Này các bác có thể nhìn thấy khi mà dựng lên của nó thì nó rất là đẹp. Khi mà dựng lên của nó rất là đẹp nhé, để em một chút. Đấy. Đấy, các bác có thể dựng lên. Các bác nhìn thấy nó rất là đẹp. Đấy, bát vuông này của nó này. Tắm như mưa rơi nhé, tắm như mưa rơi nên là nó rất là ok luôn, rất tắm rất là thích luôn nhé. Đó, mà giá của nó thì cũng rất là phải chăng luôn, giá chỉ có 1,3 triệu thôi. Nên là các bác ưng thì các bác liên hệ trực tiếp với số hotline của bên nhà em đang để góc màn hình nhé. Đấy, số của em dân 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Bên nhà em thì ship code toàn quốc cho các bác luôn nhé, nên các bác yên tâm. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng củ. Đấy, em lại thật sự ra với các bác luôn là cái màu kia thì nó lô nó không về. Đấy, dòng củ con này thì củ của Nhật. Con này thì của nó là lõi đồng. Phụ kiện này đầy đủ nhé, dây cấp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Củ này là củ Larabo. Đấy, để các bác lắp vào chậu rửa mặt. Con này có nóng lạnh nhưng mà nó có một lỗ này. Đấy, để các bác có thể bật lên. Đấy, rất là chất lượng luôn nhé. Lõi đồng. Lõi của nó là lõi đồng. Phủ ngoài là lớp inox. Lõi đồng và vỏ inox. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 450.000 đồng thôi. 450.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo. Đấy, thì đợt tới thì em cũng về rất là nhiều những cái mẫu thiết bị nhà tắm, thiết bị vệ sinh. Nên là ví dụ các bác nào mà ví dụ không ưng cái mẫu này thì các bác có thể đăng ký kênh của em. Đấy, để có thể đợi mai một hai hôm nữa thì em sẽ cập nhật rất là nhiều những cái mẫu cây sen, củ sen mới này có nhé. Đó, đây là đợt này là còn những cái mẫu này là giá bình dân, còn đợt sau thì nó sẽ có cả bình dân cả cao cấp. Đấy, nó có rất là nhiều loại, nhưng mà mẫu củ cây sen này thì là cây sen của Đức này thì nó còn có khoảng hơn 20 cây nữa thôi, nên là kính mời các bác nhanh tay nhé. Đó, đây là một cây mẫu cây sen này. Một cái mã tiếp theo, một cái mẫu bát sen kỳ lưng, các bác có thể mua về để các bác thay vào cái bát sen kia. Đấy, thì đều được, nó cũng sẽ đầy đủ cho chúng ta một bộ của nó. Con này thì đây các bác có thể mở đây, đóng này. Con này thì nó có cả tăng áp này. Này các bác có thể điều chỉnh này. Điều chỉnh ở đây. Này. Các bác có thể điều chỉnh tăng giảm này. Và con này thì có cái bát sen này để các bác có thể kỳ lưng. Kỳ lưng này, kỳ lưng kỳ ấy này. Này các bác nhìn thấy tay em nó khô này, nó dã ra thành cái hình luôn này. Đó, thì các bác có thể kỳ lưng kỳ lối các thứ đây. Ở đây thì các bác cũng có thể chỉnh được các chế độ của nó. Ở đây có thể chỉnh được các chế độ của nó này. Hàng này cũng rất là ok luôn. Con này đầy mạ một lớp chrome. Mã một lớp chrome nhé. Một cái bộ như này mà không có cái giá, không có giá thì là 100.000 đồng. Có cái giá thì là 150.000 đồng đó nhé. Nếu mà có cái giá treo của nó là 150.000 đồng. Hàng này hàng mạ chrome, hàng này hàng liên doanh thôi, chứ nó không phải là hàng bãi. Đấy là cũng lưu ý cho các bác thế, để các bác tránh khi mà mua hàng thì lại các bác lại hiểu nhầm. Đấy, con này không phải là hàng bãi nhé. Cái này không phải là hàng bãi. Cái nào là hàng bãi thì em báo là hàng bãi luôn. Đấy, con này thì giá của nó là 100k. 100k. 100k là không có cái bát treo đâu các bác nhé. 100k là không có bát treo đâu. Có cái bát treo thì các bác hỗ trợ em thêm 50.000 nữa nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho bác, đó là một cái mẫu đèn âm trần. Đèn âm trần đổi màu nhé. Hàng này các bác cũng yên tâm luôn, hàng mới, hàng dùng xịn sò luôn. Nó có thể đổi màu, nó có 3 màu cho chúng ta. Đó, ở đây. À, hình thức của nó đây, hàng là hàng mới, khi các bác nhìn nhận hàng ấy là hàng mới xịn sò và đẹp luôn cho chúng ta luôn như này. Đó, thì con này thì nó sẽ có cái kích thước của nó. Đây em xin đo kích thước của nó mặt trước nhé. Kích thước mặt của nó là 12 cm, gần 12, gọi là 12 nhé. Còn đằng sau này, cái quan trọng nhất là cái kích thước để các bác khoét lỗ, thì các bác chỉ cần khoét lỗ cho em là 8,5 phân. Đấy, 8 phân rưỡi trở đi là các bác đã đặt vào thoải mái rồi. Đây, ở cái viền này là các bác đã đặt thoải mái, đặt thít vào rồi. Đó. Và con này thì đây, các bác có thể nhìn thấy nó đổi màu cực đẹp luôn này. Rất là an toàn nhé. Màu trắng này. Đấy. Đấy. Các bác cứ bật tắt công tắc là các bác sẽ đổi màu theo ý mình và nó rất là bền. Và nó rất là bền, đặc biệt là nó cũng rất là sáng nữa. Đặc biệt nó cũng rất là sáng các bác nhé. Đấy, các bác sử dụng thì các bác có thể rất là an toàn. Các bác treo này lên này, các bác đặt vào âm trần. Và cái này nó sẽ bám vào, nó sẽ nằm ở khít cái này luôn nếu mà các bác khoét đúng lỗ của nó. Đó, con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta là các bác đấu trực tiếp điện 220V vào đây. Con này là cục nguồn của nó sẽ chuyển cho các bác là xuống điện
12V đi rồi. Con này thì công suất của nó là 4 đến 7W, 7W này. Công suất của nó là 7W. Và giá của nó nhé, giá của nó thì bên nhà em đang bán với mức giá cũng rất là hữu nghị luôn. Giá của nó chỉ có 40.000 đồng. Và khi các bác mua trên 15 cái, trên 15 cái thì bên nhà em sẽ giảm giá cho các bác xuống còn trên 15 cái em tặng các bác một cái luôn. Không ấy cần gì. Trên 15 cái là tặng các bác một cái. Mua 15 cái tặng một. Mua 15 cái tặng một nhé. Đấy, hàng rất là ok luôn. Các bác nên các bác yên tâm, mua 15 cái là tặng một, coi như là phần quà tặng các bác luôn. Đó. Thì ví dụ là nhà các bác 18 bóng thì các bác tính cho em là 18 bóng thì các bác chỉ cần mua 17 thôi, tặng một rồi. Đó, nên là các bác đều có thể yên tâm nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, ánh sáng đổi màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác lắp vào đèn âm trần nhờ các bác. Mà đặc biệt một điều nó là rất là mỏng. Đặc biệt một điều nó mỏng nhé, nên là nó chỉ có, nó cao bằng cái xương, cao bằng cái xương thạch cao nhà các bác thôi, nên là các bác dùng rất là ok. Dùng rất là ok luôn. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng mic hát karaoke. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tomahawa. Tomahawa này, hàng nội địa Nhật nhé các bác nhé. Con này thì nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là một mic, một dây cấp, à dây nguồn, một dây theo của nó này. Đấy là một cái bộ như thế này. Các bác hát karaoke cũng rất là tiện lợi, bật tắt. Đấy, con này hát rất là ok nhé. Mic của Nhật thì các bác yên tâm rồi. Hát thì đảm bảo cho các bác luôn. Đó. Con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó, đó là mic hát karaoke Tomahawa. Con này bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 230.000 đồng thôi. 230.000 đồng một cái dòng mic như này. Đó, để cho các bác có thể tha hồ lựa chọn nhé. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn là đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò luôn nhé. 230.000 đồng thôi. Giá ưu đãi luôn. Giá ưu đãi luôn nhé. 230k. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng máy cạo râu. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Panasonic. Hàng này em order từ Nhật về. Đấy, em đặt hàng từ Nhật về. Đấy. Dòng này thì sử dụng rất là ok luôn. Đấy, lưỡi của nó này. Con này thì tâm sự với các bác luôn, đây là mẫu thôi nhé. Là em đã dùng 2 năm nay rồi nên là màu nó hơi xấu. Còn khi các bác nhận hàng ấy là hàng mới luôn. Còn con này em đang trải nghiệm rồi. Lưỡi của nó đang dùng 2 năm nay rồi. Đấy, nhưng mà còn rất là ngon. Đấy, lưỡi của nó còn rất là ngon và rất là dễ sử dụng. Các bác có thể nghe tiếng cạo cực kỳ sắc bén luôn. Mà tốc độ quay cực kỳ lớn luôn. Đặc biệt như con này thì dùng các bác dùng rất là tiết kiệm luôn. Và vì nó là bằng dùng bằng pin. Vì nó dùng bằng pin. Con này thì dùng 2 cặp pin con thỏ này. Đấy, để các bác có thể sử dụng. Đấy, dòng này thì các bác lắp pin ý, thì các bác lưu ý cho em một điều, đó là khi các bác lắp pin thì các bác lắp đúng theo cái chiều này của nó. Đúng theo cái chiều này của nó này. Đúng theo cái chiều của nó. Đấy, lắp đúng theo chiều này, hướng dẫn của nó này. Các bác lắp đúng vào. Thực ra các bác lắp ngược cũng không sao cả, nhưng mà nó không chạy. Lắp ngược không sao cả nhưng mà nó không chạy. Thì các bác lắp đúng chiều cho em cái là nó chạy ngay. Nó tốc độ vòng quay cực kỳ lớn luôn, nên là các bác nghe tiếng kêu là các bác biết. Con này thì thương hiệu của nó Panasonic, khi các bác nhận hàng nhé là hàng mới, là hàng mới nguyên hộp đây. Khi các bác nhận hàng là hàng mới nguyên hộp đây cho chúng ta. Và mức giá của nó bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 350.000 đồng. 350.000 đồng và bên nhà em còn bao gồm cả phí ship cho các bác rồi. Đấy, 350.000 đồng và bên nhà em bao gồm cả phí ship cho các bác rồi nhé các bác nhé. Lên cho em máy mã máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một dòng bếp từ tô. Bếp từ con này là thương hiệu của nó, đó là thương hiệu của Nati. Nati này. Đấy, hàng này thì đây, công tắc nguồn của nó đây, bật tắt đây. Lò nướng, lò nung đây, đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Cái dòng này thì đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, cái dòng này các bác về các bác chỉ việc dùng thì nhá, tất cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn, kể cả cái khay nướng này không biết là nãy là nhân viên nhà em nó kiểm tra xong nó dọn nó vứt đâu. Đấy, nhưng mà đầy đủ. Đấy, là các bác yên tâm là đầy đủ cho các bác đó. Con này thì nó sẽ là 3 bếp ở đây, trên này mặt của nó là 3 bếp, một bếp 3 kW, một bếp 2,5 và một bếp hồng ngoại. Đấy, và đây em sẽ xin phép được lò nướng thì dọn dẹp sạch sẽ rồi nhé, nên là không cần phải review nữa. Hoặc là bác nào mà có thích thì các bác cứ bảo em sẽ gửi ảnh cho các bác luôn. Đây là hàng này, hàng đẹp luôn nhé, đã dọn dẹp sạch sẽ. Và đây em xin phép được cắm điện để vào test thử cho các bác luôn. Đấy, con này thì đây. Đấy, nó sẽ hít, nó đang vướng cái xốp này nên là nó không tự nhả được. Con này thì các bác bật nguồn lên cho em này. Đó, ở mặt hình cả
giật cả mình, nó không phải bị giật đâu nhé các bác nhé, giật thì chết người ngay, giật thì nó tự tắt ngay đấy. À, con này thì đây các bác đặt bếp đây này, đây là giật mình thôi đấy, các bác bật bếp lên cho em này đó, và nó sẽ là ra cái viền đỏ này rất là đẹp luôn này đó. Và đây bếp đun này 180 độ này, các bác có thể tăng lên này 190 đến 200 này, 200 độ đấy. Và các bác đun, và các bác đun đây, bác yên tâm là đặt tay đây không nóng, nhưng mà xoong nước xoong xoong của nó này đấy, còn rất là ok luôn này, đã bắt đầu có hiện tượng sủi bọt lên, các bác có thể nhìn thấy đấy, rất là ok luôn nhá, rất là ok luôn. Đó là một cái bên bếp đầu tiên đấy, còn tắt này các bác tắt này đấy, các bác sang cái 3 kW này. À đây, khi các bác bật bếp đây này, bếp chạy rồi nhé, nhưng mà không có bếp này, nó một chút xíu thôi nó sẽ cảnh báo cho các bác luôn đây, cảnh báo không có nồi luôn đấy, nên là nó rất an toàn, không có bếp không có nồi đặt lên thì nó cũng sẽ không chạy đấy, không có nồi đặt lên thì nó sẽ không chạy này. Đó đấy, và đây là các chế độ này, nếu mà các bác nấu cơm thì các bác sẽ chọn vào cái chế độ nấu cơm của nó, thì các bác sẽ chọn những cái chế độ ở đây đấy, các bác sẽ chọn những cái chế độ ở đây đấy, và chế độ hẹn giờ các thứ đầy đủ hết cho chúng ta đó, và chúng ta tăng giảm nhiệt độ này đấy. Đó thì nó sẽ có những cái ấy cho chúng ta đầy đủ cho chúng ta, và bật tắt này đấy, tắt này. Còn đây là cái chế độ ở dưới này, nó sẽ là một cái cửa để các bác nâng ra nâng vào này. Đó là các bác có thể bật cái lò bên kia kìa. Và con này thì các bác đang sử dụng cái lò vi sóng thì các bác không thể sử dụng lò nướng nhé. Đấy. Bật này. Đấy. Tăng giảm nhiệt độ này. Đây. Các bác đặt xoong lên này. Đặt xoong lên thì nó mới báo này, đặt vào viền của nó này thì nó đang đun này. Đấy. Thế nhưng mà cái con này xoong này em lại chuẩn bị to quá nên là nó, đây các bác nhìn thấy nó đỏ đấy. Đấy thì là được. Thì là được, con này thì con bé thôi, con bếp hồng ngoại đấy. Một cái bếp này thì size của nó nhé, cái này là thuộc dòng size lớn, bác nào mà sử dụng thì rất là ok luôn. Con này của nó là size của nó là 75 cm. Đấy, bếp 75, size 75 này, mặt của nó này 51,5. Hàng này thì đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi nhé. Hàng này đã vệ sinh sạch sẽ, còn các bác muốn tắt này, tắt, đấy, đậy vào. Đấy. Còn các bác không đun nữa thì ở đây nó sẽ không tắt nguồn, và các bác tắt nguồn cho em, tắt nguồn đi. Đó. Còn con này đang có đun ở đây thì các bác có thể bỏ ra nóng luôn. Đấy. Và đây là đầy đủ phụ kiện nhé, con này thì đầy đủ phụ kiện cho chúng ta luôn, và hàng này còn tương đối là đẹp. Và bên nhà em báo giá luôn cho các bác nhé, con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 8 triệu đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác con Nati 3 bếp, Nati 3 bếp dọn dẹp sạch sẽ nhé. Đấy. Hàng zin luôn nhé, hàng zin luôn. Đấy, giá của nó là 8 triệu đồng. Đó. Còn những cái dòng này thì các bác yên tâm một điều đó là nó giá trị cao, nên là khi mà các bác đặt hàng bên nhà em ấy, thì em sẽ check cho các bác là đầy đủ những cái thông tin mà các bác cần, ví dụ như là chụp ảnh lò nướng hay là các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đây, hoặc không thì em có thể review cho các bác luôn này. Đấy. Tất cả đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi, nên là các bác đều có thể yên tâm. Đấy. Đấy, thôi để lúc nào mà các bác ấy thì em chụp ảnh cho các bác nó dễ, nên mà bác nào ưng nhé. Đó, bếp bếp từ âm size 75. Đấy. Còn đây này, một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng quạt tản nhiệt 12V. 12V này, quạt tản nhiệt 12V. Con này thì kích thước của nó là 12 x 12. 12 x 12 nhé. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn cho các bác luôn. Chạy rất là tít thò lò luôn. Rất là ok luôn nhé. Chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác về các bác chế cháo làm quạt tản nhiệt của những cái đèn quạt sưởi hay là những cái để các bác chế cháo ấy thì rất là tiện lợi. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 15.000 đồng thôi. 15.000 đồng thôi nhé. Giá thì cực kỳ ok luôn rồi. Đấy, giá thì thực sự với các bác luôn là giá cực kỳ tốt. Đây, em xin đo lại cho các bác cái kích thước cho nó chi tiết. 12 này, nhân với 12 này, độ dày của con này là 2,5 cm này, giá của nó là 15.000, 15k.
15k. Giá của nó là 15k nhé. Tiếp theo này, một con quạt nữa, nhưng mà cái dòng này thì nó gọi là quạt hỏa tiễn. Tại vì làm sao mà gọi là hỏa tiễn thì đây, em xin thử cho các bác phát là biết là vì sao ngay. Các bác có thể nghe thấy cái tiếng động cơ của nó chạy. Các bác có thể nghe thấy. Rất mạnh luôn. Đấy, rất là mạnh luôn. Dòng này mà các bác chế vào, ví dụ là nhà bác nào mà có quạt hút mùi, chỗ nào mà hút mùi mà diện tích nó bé mà chúng ta không không thể lắp được cái quạt ấy, thì lắp vào cái ống ấy, thì các bác lắp vào luôn vào cái ống. Con này thì rất là ok nhé. Kích thước của nó này 6cm x 6cm. Độ dày của nó là 3,8cm. Và con này bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 35.000 đồng thôi. 35.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này là mã quạt hỏa tiễn. Quạt hỏa tiễn, giá của nó là 35.000 đồng một cái. Hàng tốt luôn, hàng tốt luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, một cái dây cắp sạc 3 đầu. Một cái dây cắp sạc 3 đầu 1, 2, 3 này. Con này thì nó có một cái đầu iPhone, một cái đầu Type-C. Giờ Type-C đang là phổ biến cả thế giới rồi. iPhone 15 bắt đầu là người ta sử dụng cái Type-C này rồi. Đó, và một cái dòng chân Samsung cũ này, rất là tiện luôn. Con này sợi này của nó là 1m2, dòng cắp sạc 3 đầu. Con cắp sạc 3 đầu này thì giá của nó cũng rất là tốt. Bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 40.000 đồng. 40.000 đồng thôi nhé. 40.000 đồng một cái mã sản phẩm cắp sạc 3 đầu này. 40.000 đồng một cái mã cắp sạc 3 đầu này. Hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn nhé. Đó, đẹp và chất lượng luôn. Cắp sạc 3 đầu 40.000 đồng một cái. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, LED giọt lại. Hàng đẹp luôn nhé. Một sợi 10m. Đây, em đã bóc sẵn ra cho chúng ta rồi. Nó dài 10m nên là tương đối là dài. Các bác có thể tận dụng là ví dụ là những cái cục sạc dự phòng hay là củ sạc. Nói chung là các bác sẽ cắm vào cho em để cái nguồn, có nguồn USB là được, có nguồn điện là được. Đó, và đây nó sẽ có cái dòng điều khiển để các bác điều khiển. Đấy, nháy rất là đẹp luôn này, nháy đuổi này. Đấy. Và con này nó có cảm biến âm thanh. Alo, 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 alo. Đấy. Và đặc biệt một điều, chịu nước tốt, chịu nước cực kỳ tốt luôn nhé. Đấy. Rất là nhiều màu sắc luôn nhé. Đây, để em cho cái chỗ nước thẳng lên đây rồi để review cho các bác cho nó chi tiết. Các bác có thể nhìn thấy không việc gì cả và rất an toàn. Đấy, không việc gì cả và rất an toàn nhé. Kể cả cái đầu này các bác không bịt nhưng mà nó cũng rất là an toàn. Đấy. Và nó nhấp nháy theo rất là nhiều màu, rất là đẹp, nhấp nháy rất là nhiều kiểu. Đấy. Và đặc biệt nó có thể điều khiển bằng cả giọng nói. Đấy. Và đặc biệt các bác có thể điều khiển bằng nói đây, 3-4 này. Đó, cái này là các bác điều khiển bằng giọng nói là cái 3-4. Đấy, 1-2 thì là nó sẽ là các cái khác. Và đây 5 và 6 và nó sẽ tự động nhảy theo bài. Còn đây auto này thì là nó sẽ tự động tất cả, tự động chuyển màu sắc tất cả các thứ. Đó. Một sợi của nó thì là dài cho chúng ta đó là 10m. Một sợi của chúng ta đó là dài 10m này. Rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp nhé các bác nhé. Đó. Một sợi của nó đây đang dài 10m. Con này thì giá cũ em đang bán với mức giá đó là 100.000 đồng. Hôm nay em xa le cho các bác xuống còn 85k. 85.000 đồng, các bác lên cho em mã này, mã LED giọt lệ nhé. LED giọt lệ giá chỉ có 85.000 đồng thôi. Và nó còn chịu nước cực kỳ tốt luôn. Và nó còn chịu nước cực kỳ tốt luôn. Đây là nước nhé, đây là trọng nước ấy. Còn chịu nước cực kỳ tốt nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, có một cái điều lưu ý là có mỗi cái củ này, có mỗi cái củ này là các bác để các bác tránh nước ra cho em. Các bác để các bác tránh nước ra cho em. Đấy, con này thì cũng rất dễ bịt lại thôi. Nếu mà các bác bịt lại thì nó không bắt được âm thanh. Nhưng mà các bác có thể bơm keo nến hoặc là cuốn băng dính kỹ lại là nó sẽ kín đáo. Đó.
là các bác để ngoài trời cũng không sợ mưa, để ngoài trời thì các bác cho vào cái chai cũng được, cho nguồn, cho cái cục này vào trong cái chai, xong là các bác cắm nguồn điện vào. Đấy. Rồi là rất là kín đáo. Đó, đó là cái mã led giọt lệ nha em. Một cái mã tiếp theo. Đây là một cái mẫu led pháo hoa. Led pháo hoa con này thì đây có âm nhạc này, có kết nối Bluetooth này, có kết nối app này, USB cắm này. Rất là tiện lợi. Và đây. Khi các bác lắp vào ấy, thì nó sẽ thành như thế này và các bác sẽ kéo cái này ra để các bác thành những cái tia của nó. Đấy thì để nó thành giống cái pháo đây. Các bác thì kéo dài ra. Đấy. Và các bác cắn lại. Và đằng sau này này nó sẽ có một cái lớp băng dính hai mặt. Và đằng sau này nó sẽ có một cái lớp băng dính hai mặt. Các bác lột ra. Các bác lột ra và các bác dán vào tường hoặc kính cho em thì rất là tiện. Thì rất là tiện nhé. Đấy, và mức giá của nó bên em đang bán với mức giá đó là 160.000 đồng. Nhưng video ngày hôm nay đang chi ân các bác, giảm giá cho các bác xuống còn 150k. 150.000 đồng nhé. Đây đang bán 160.000 đồng này. Đấy, giảm giá cho các bác, xa le cho các bác luôn xuống còn 150k. 150.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này là mã LED pháo hoa nhé. LED pháo hoa. 150.000 đồng thôi. Giá chỉ có 150.000 đồng thôi. Giá cực tốt luôn. Đấy, cho các bác. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Một cái dòng máy sấy tóc. Hơi bụi bặm một chút nhưng mà còn ít thôi. Thanh lý nốt cho các bác. Con này thì sử dụng điện 220, công suất của nó là 3500 W. Là các bác biết cái mức độ công suất của nó cao đến cỡ như nào rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho chúng ta nó là những cái công tắc để các bác bật tắt. Công tắc để các bác bật tắt này. Đó. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 100.000 đồng. Nhưng video ngày hôm nay em sale cho các bác luôn còn 2 4 6 7 cái. Nên là các bác nhanh tay nhá, lần hôm nọ sale còn 7 cái. Xa le cho các bác xuống còn 60k. 60.000 đồng. Giá của nó chỉ còn 60k nha các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc. Giảm giá cho các bác xuống còn 60.000 đồng một cái. 60.000 đồng một cái. Hàng đẹp và giá tốt luôn cho các bác luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái mẫu bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng pin. Đấy, bàn chải đánh răng pin này. Con này của nó thì sử dụng rất ok luôn. Đây em đã bóc sẵn ra rồi. Nó sẽ có hai màu chúng ta nhé. Màu xanh và màu hồng. Đấy, thỉnh thoảng cũng có một số cái lẫn màu đen. Nhưng mà nó rất ít thôi. Các bác có thể nghe tiếng rung của nó hơn rung điện thoại luôn di động là các bác biết rồi. Rung rất ok luôn. Đây để cái này em bóc sẵn rồi để em mượn cái đầu này em lắp vào cho các bác luôn. Này các bác lắp vào nhé. Thì ở đây nó sẽ có một chỗ chúng ta này đặt vào này và các bác xoay sang thôi. Này các bác nhìn thấy những cái tia này nó rung này. Đấy. Đấy. Nó rung rất ok luôn. Đấy, rất là nhiều kiểu nên nó rung nhé. Đấy, nên là khi các bác đánh răng ấy, thì nó rất là tiện lợi. Đấy, và các bác tắt đi thì các bác dí im nước nguồn cho em. Con này thì các bác cắm sạc ấy, thì đây, lỗ cắm sạc của nó đây. Nó có tổng cộng cho chúng ta đó là 4 đầu bàn chải để thay thế và một cái sợi dây cáp sạc. Và một cái sợi dây cáp sạc nhé. Con này của bên nhà em thì đang giới thiệu với các bác với cái mức giá của nó đó là giá cũ của nó là 80.000 đồng. Nhưng hôm nay em giảm giá cho các bác. Đấy, còn ít thôi. Ở đây thì thực sự giá với các bác cũng còn khoảng hơn 20 bộ. Đấy, giảm giá cho các bác. Cái này thì không về hàng nữa. Đấy. Giảm giá cho các bác xuống còn 60k. 60.000 đồng. Đấy, đang 80k nhé, 80k. Đấy, thanh lý chứ không phải là giảm giá đâu. Thanh lý cho các bác xuống còn 60.000 đồng một cái. Một bộ như này thì em xin lỗi, một bộ như này. Hàng tốt luôn nhé. Hàng tốt, đẹp xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng bếp ga âm. Con này thì sử dụng rất ok luôn. Đây cái lò nướng, cái này là lò nướng. Gà rất là đẹp này. Đấy, gà rất là đẹp.
các bác có thể nhìn thấy nhé, gà rất là xanh luôn, gà lên rất là xanh luôn nhé. Đấy, và kể cả là lò nướng thì các bác nhìn thấy rất là sạch sẽ, như chưa dùng luôn, như chưa là chưa sử dụng luôn. Đấy, các bác tắt bếp này. Đấy, tắt bếp này. Đấy, các bác dùng cái bếp này thì các bác bấm cho em là dứt khoát cho em một chút. Đấy, và cái dòng này đây thì em xin phép là test cho các bác luôn. Tất cả những cái dòng bếp ga này em này. Tất cả cái dòng bếp ga này em nhé. Thì đây, em xin test cho các bác là test nhiệt độ để nó thử bếp này. Tắt bếp luôn nhé, và đã, vẫn đang bật nhé, bếp vẫn đang bật nhé. Các bác còn nhìn thấy bếp vẫn đang bật nhé, không ra ga nữa. Đấy, con nào cũng thế thôi, cái bếp nào cũng thế nhé. Thử cho các bác này, khi nó đủ nhiệt độ nó sẽ giảm, nó nhiệt độ nóng và tắt bếp. Đấy, và nó tắt bếp đó, nó rất là an toàn. Cơ chế của nó là bộ cảm biến này của nó như rất là nhạy, cái cảm biến này của nó rất là nhạy, khi mà quá nhiệt độ là nó sẽ tắt và nó sẽ dừng lại luôn và không có ga ra nữa. Đó, ga ra thì rất là tiết kiệm. Đấy, rất là xanh luôn. Ba bếp. Con này của nó là size của nó là size 60 cm nhá, chiều ngang của nó là 59,5 cm. Đó, hàng này cực kỳ đẹp luôn. Con này thì bếp ga âm, các bác lên cho em mã là bếp ga âm, bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 3.300.000 đồng. 3.300.000 đồng một con bếp ga âm này, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Mặt của con bếp ga âm này là mặt men, mặt của con bếp ga âm này là mặt men này, các bác có nhìn thấy khay nướng của nó này, khay nướng của nó thì còn rất là mới, lò nướng của nó này, lò nướng của nó này còn gần như mới luôn này. Các bác có nhìn thấy đây, lửa của nó này, đấy lửa của nó này, đây để các bác nướng cực kỳ ok luôn, cực kỳ nhạy luôn nhé, và nó còn rất là sạch đẹp, mà nó... điều quan trọng nó là rất là sạch đẹp nhé, nên là các bác có thể tham khảo. Đó. Các bác lên cho em mã này, mã bếp ga âm nhé, đủ đồ. Bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 3.300.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. 3.300.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Một cái sản phẩm tiếp theo, đợt này em lại dọn thêm được một số cái mẫu bộ dàn. Đấy, cái này dính băng dính nên quên không lau này. Đấy, tất cả những cái bộ dàn này nhà em nhé thì đều còn sử dụng tốt. Đó, đặc biệt một điều đó là còn sử dụng tốt nhé. Đấy, tất cả đều còn sử dụng ok. Và các bác bao cho các bác là kết nối với điện thoại, cổng AUX. Cổng AUX cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác về các bác kết nối với điện thoại các thứ thì nó rất là dễ. Rất là dễ sử dụng. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, đang hiển thị lên này. Đấy, và các bác chỉ cần việc bật lên thôi. Bật nguồn lên này. Đó. Con này thì nó có thể có cả đĩa CD và MD. Đấy, nhưng mà cái này thì thực sự ra với các bác luôn là nó vẫn dùng được. Thế nhưng mà không bao cho các bác sử dụng lâu dài, còn các bác sẽ sử dụng cho em là AUX. AUX là các bác có những cái dây, các bác về các bác mua cái dây cổng kết nối này với cái điện thoại này, hoặc là các bác mua cổng kết nối với TV hay cái gì thì đó là tùy các bác. Đây, các bác kết nối. Còn ở đây thì các bác có thể điều chỉnh volume, đấy, tăng giảm này. Đấy. Nói chung là con này thì rất là ok luôn. Cái dòng này thì rất là ok. Sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 110 nhé. Nhưng mà bán kèm thêm cho các bác, em có bán kèm thêm cả cục đối nguồn nữa nhé. Nên là các bác yên tâm, tí em sẽ báo giá cho nó. Đây là một con loa của nó, là thương hiệu của nó là Victory. Victory, hàng này thì toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi nhé các bác nhé. Đấy, toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi. Đây. Loa đây. Thùng của nó đây. Còn ngon lành nhé. Con này thì công suất của nó, công suất của nó là một cái của nó là 50W, một quả loa của nó là 50W này. Đấy. Thương hiệu của nó Victory. Đấy, hai quả của nó là mỗi bên 50W là 100W. Tất cả đều như nhau nhé. Đấy, loa thì không vẫn còn rất là đẹp. Đấy, loa của nó còn rất là đẹp nhé. Đấy, một này, check này. Đấy, nói chung là bát loa, để em đo cho các bác bát loa luôn. Bát của nó đây, để các bác có thể xem kích thước cho em nhé. Đấy, con này là tổng chiều ngang của nó là 17 cm. Và tổng chiều cao của nó là 29 cm. Đó là cái cục loa. Còn đây. Còn đây là về cái phần đằng sau của nó. Đằng sau của nó nhé. Thì con này thì công suất của nó là 89W. Sử dụng điện 100 Victory này. Đấy. Con này thì phải dùng cục đối nguồn của nó 89W, gọi là 90 thì các bác phải dùng cục nguồn 150. Đấy, thì em vẫn có. Và có một cái điều lưu ý này là nếu mà các bác về các bác tháo ra các bác kiểm tra ấy, thì ok. Còn nhà em đang kiểm tra là cái cổng bên này nó đang bị kém âm. Đấy, nên là em sẽ chuyển hết sang loa sang bên này.
nên nhưng em chưa kiểm tra nên là giá của nó em sẽ bao cho các bác giá tốt luôn. Hàng này thì để em xem nào, nó là made in ở đâu. Con này không thấy nó ghi made in ở đây. Đấy, không thấy nó ghi xuất xứ của nơi sản xuất. Con này thì chỉ ghi là 89W, 50Hz điện 100. Bán kèm thêm cho các bác cục đổi nguồn nhé. Thì cục đổi nguồn em sẽ báo giá sau. Cục đổi nguồn của nó là sẽ là 150 thì là sẽ là 200.000 đồng. Cục đổi nguồn sẽ là 200.000 đồng. Và một cái bộ loa này của nó bên em đang bán với mức giá đó là 980.000 đồng. 980.000 đồng thôi nhé. Các bác lên cho em mã này là mã bộ giản này, Victory này. Các bác lên cho em mã này là mã 980.000 đồng. 980k. Các bác lên cho em mã này là mã 20. Mã 20 nhé. Mã 20 980.000 đồng. 980.000 đồng. Victory. Đó. Con này thì nó sẽ có cả đĩa CD các thứ cho chúng ta luôn ở đây dưới này. Đấy, nhưng mà mắt soi của nó lâu rồi, nó sẽ già. Nên là bao cho các bác dùng kết nối với điện thoại thoải mái luôn. Kết nối điện thoại thoải mái luôn nha các bác. Cái con này các bác có thể kết nối với cả TV. Tại vì đằng sau, ở cổng đằng sau này của nó là cái cổng này, cổng kết nối AUX các thứ này. Thì các bác có thể kết nối với TV, các bác cắm vào đây đều được. Đó, các bác cắm với TV đều được, ok nhé. Một cái mã tiếp theo, một cái bộ ràn Sony. Một cái bộ dàn của Sony này. Con này thì đây, sử dụng điện cũng là điện 110 nhé. Tí nữa em sẽ đi vào chi tiết. Con này thì cái gân loa này của nó này, các bác về các bác tự thay cho em, tự thay cho em nhé. Con này của Sony. Đấy, con này thì rất là ok luôn. Tất cả con nết đều là con zin, đều là con zin nhé. Còn cái này, cái màng loa này các bác có thể thay được, các bác có thể thay được. Đấy, con này thì Indonesia, nó sản xuất tại Indonesia của Sony, thương hiệu của Sony. Con này là 6 ohm, nhưng mà nó không báo ở đây là bao nhiêu watt. Tất cả là đều một cặp nhé, tất cả loa này là đều một cặp. Đấy, tình trạng loa của nó đằng sau này thì nó cũng nói chung là vẫn còn, hình thức thì vẫn còn rất ok, đằng sau này thì không đáng ngại cho lắm. Đó, hình thức thì vẫn còn rất là đẹp, hình thức thì viền trước các thứ này, không thân trước các thứ của nó không sao cả. Một mỗi cái này thôi. Đấy, để tí nữa em sẽ báo giá cho các bác. Hai con của nó nhé, đây là hai quả loa. Hai quả loa của nó cùng cặp, nó như nhau hết. Hai con nó như nhau. Và đây là máy của nó. Máy của nó đây. Con này thì của nó sẽ có cho chúng ta, nó là giắc cắm đây của nó, thì các bác sẽ có giắc cắm của nó sẵn đi rồi. Đấy, giắc cắm của nó đây. Thì các bác về các bác chỉ phải cắm ở đây thôi. Đấy, thì là ok rồi. Đấy. Con này thì máy của nó thì lại ở Korea. Cái máy này của nó thì lại sản xuất ở Hàn Quốc, còn loa của nó thì lại Indo. Đấy, hai chỗ khác nhau sản xuất luôn nhé. Và con này thì nó sẽ có cổng cấp âm vào đây này. Đấy, R và L này. Đấy, các bác có thể cắm vào đây. Đấy, à đây cặp cổng cấp loa nữa. Đó, và đây là cổng, hai cổng loa. Con này thì vẫn sử dụng tốt nhé. Công suất của con này thì nó sẽ là thương hiệu Sony. 100V 65W. 100V và 65W. 65W. Ở đây thì nó có cổng quang này. Ở đây nó có cổng quang này. Đấy. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. Và con này thì nó vẫn sử dụng tốt nhé. Con này thì vẫn đang sử dụng ok. Đấy, em đã test rồi, đã test cho ông ta rồi. Có mất mỗi một cái gân loa thì các bác về các bác thay hộ em thôi. Đấy, thay cái đấy thì đơn giản thôi, ở đâu thợ ở đâu nó người ta cũng thay được thôi. Đó. Và các bác sử dụng ở đây thì nó sẽ có tinh âm lượng, chỉnh volume. Đấy. Rất là ok luôn. Đấy. Đó. Để các bác có thể sử dụng. Báo giá luôn nhé. Em báo giá cho các bác luôn. Cái dàn này thì tất cả dàn thì em thì chưa bao gồm cục nguồn nhé. Cục nguồn bán riêng, nhưng mà nhà em sẽ có hỗ trợ. Trên này nó còn có một cái chỗ để cho chúng ta để đĩa luôn. Các bác lên cho em mã này là dàn 21. Dàn 21 Sony. Con này bên nhà em bán với mức giá đó là 950.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã 21. Mã 21 này. 950k. 950k. Giá tốt luôn. Đấy, dàn 21 950.000 đồng. Sony. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, có các cái cháp này, check này, bát này. Con này sử dụng ok đấy các bác, về các bác thể sử dụng này. Đấy, ba mắc này. Bát mắc này, check này. Đấy, các bác về có thể chỉnh âm ở đây. Đấy, chỉnh âm ở đây.
còn full chức năng sử dụng ok luôn. Đấy, CD này, CD này thì bao cho các bác là sử dụng AUX thôi nhé. Đấy, chứ còn không bao cho các bác là sử dụng CD với các thứ đâu. Đấy, nó vẫn có khả năng là vẫn dùng được nhưng mà nó chỉ dùng một thời gian, nên là nếu mà ví dụ là nó dùng không được lâu thì nó mất uy tín, nên là các bác thông cảm. Đó, không có CD ở đây, đang không có CD nên là nó sẽ không 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 chạy được. Đó, cái dàn tiếp theo Panasonic, dàn này thì đẹp xịn sò rồi, kết nối AUX thoải mái luôn cho các bác luôn. Đây là một cặp loa của nó này, loa của nó đi theo còn rất là ok, loa Panasonic này. Quên mất nãy còn Sony nãy em không đo cho các bác kích thước của cái loa. Đấy, và kích thước của cái bát loa. Đấy, hàng này thì bao cho các bác luôn là đẹp xịn sò rồi và chạy tốt nhé. Con này thì bao cho các bác chạy tốt là chạy khi các bác kết nối với điện thoại đó. Volume đây, con này là dàn loa vi tính, loa bé thôi. Đấy, con này thì kích thước của nó là 25. Đấy, các bác tự nhìn bát của em nhé, 25 nhân với một chiều 14,5, một chiều 14,5. Tình trạng của loa nhé, thì màu sắc thì em sẽ lau sạch lại cho các bác. Đấy, còn là tình trạng của loa là sẽ không bị sứt mẻ mấy đâu. Đấy, con này thì công suất của nó là 40W, 40W một con loa, hai con là 80. Thương hiệu của Panasonic, dòng này thì này, tất cả yên tâm, các bác yên tâm nhé, hai quả loa này của nó là loa sử dụng tất cả đều ok, và nó cùng một cái model nên là nó rất dễ sử dụng. Con này bên trên của nó là có một cái đĩa CD này, à một cái MD này. Đấy, còn đây đằng sau của nó này các bác có thể tham khảo. Đấy, các bác kết nối AUX ở đây này, thì cái cổng này thì các bác chắc là có thể kết nối với TV thoải mái luôn. Đấy, con này thì rất là ok luôn, công suất của con này là 50W. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Panasonic, và con này thì không thấy Made in ở đâu. Đấy, Panasonic này. Để em soi xem nào. Đấy, không thấy nó dán cái Made in ở đâu. Đấy, hàng này thì sử dụng ok luôn. Đấy, có cổng cả cổng USB này, có cả cổng USB này. Ở đây thì nó sẽ có cổng FM và những cái cổng AM để các bác nghe đài các thứ đều có bác thể nghe được. Đấy, Panasonic hàng xịn luôn nhé, hàng này thì hàng đẹp luôn. Đấy, có cổng AUX riêng, cắm cùng AUX và các bác có thể sử dụng rất là tốt luôn. Dòng này của nó là mặt của nó là mặt gương 5 CD. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó cũng rất là ok luôn. Con này thì bên nhà em đang bán với giá là 1.450.000 đồng, 1.450.000 đồng, và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn nhé. Đấy, Panasonic này. Đấy, con này cả cặp luôn, 1.450.000. Con này các bác lên cho em mã này là mã 22 nhé, 1.450.000 đồng. Đó, và bên nhà em bao ship cho các bác con này, con sản phẩm này. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo, một cái dòng dây điện đây, 2x2.0, trọng lượng của một cuộn này là kích thước của nó là 100m, 2x2.0. Lõi của nó thì cực chất luôn, cái lõi này của nó thì cực chất luôn, lõi này là một lõi nhé, một lõi luôn này, một lõi đồng này, lõi 2.0 này, các bác có thể nhìn thấy cực đẹp luôn đó. Thì cái dòng này thì số lượng em về rất là nhiều luôn, thoải mái. Cái này em bán theo kg, con này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 180.000 đồng, 180.000 đồng một kg nhé. Đây để em cắt cho các bác xem cái này. Đồng này, đồng xịn luôn nhé, đồng xịn luôn, vàng óng luôn đó. Thì con này thì các bác về các bác đấu cái dòng này một lõi này thì các bác yên tâm một điều đó là dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, cực kỳ chất luôn nhé, mà dây của nó này, dây đôi này, dây cực đẹp luôn nhé. Đấy, thông số các thứ chi tiết của nó đây, thông số chi tiết của nó ở đây đó, nên là các bác nào ưng thì các bác báo với em về VVF này. Đấy, hàng này là hàng bãi Nhật, dòng này là hàng Nhật bãi đó. 22 tháng 11, 11,5 kg. Đấy, thì khi các bác nhận hàng thì các bác cứ cân đúng trọng lượng của nó thôi. Z2.0. Đấy, một cuộn này, một cuộn như thế này. Thì cứ cân cho em lên thôi, các bác nhận hàng các bác cứ cân đúng trọng lượng của nó thôi, cứ cho em là 180.000 một kg, cứ thế là cân. Đấy, thì em chỉ bán chẵn thôi nhé, ví dụ là 1 cân 2 cân thôi nhé, chứ em không bán là một, ví dụ 1 cân rưỡi đâu. Đấy, em không bán 1 cân rưỡi đâu. Một cuộn này của nó là nó rơi vào cửa đâu đó là 12 cân, 12 cân, tất tổng cộng của nó như này là 12 cân
đó. Thì các bác chốt thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên em nhé. Con này thì các bác về các bác có thể sử dụng điện để mà trang trí cho ví dụ là hang đá nói en, hay là điện của trang trại, điện ra trang trại, hay là điện trong gia đình sử dụng cũng đều rất là ok. Thậm chí là các bác nếu mà bác nào mà nhà chôn tường ấy, chôn điện dán dây ấy, dán dây vào tường thì các bác dùng cái loại này thì tuyệt vời rồi, ngàn năm không sợ hỏng luôn, thật sự với các bác luôn. Đấy. Cái đồng tơ kia thì nó rất là hay mo ve, nhưng mà cái này thì không sợ bị mo ve đâu, mà nó rất là bền. Đấy. 2.0 100, để em ghi vào đây, 180k trên 1 kg. Còn nếu mà các bác lấy một phát một cuộn 12 kg như thế này thì bên nhà em sẽ bớt cho các bác xuống còn 170.000 thôi, 170.000 đồng thôi. Đó, khi là các bác lấy cả cuộn này thì là 170.000 đồng 1 kg. Số lượng thì các bác lấy bao nhiêu cũng có. Số lượng thì bác lấy bao nhiêu cũng có nhé, chẳng qua là mang một hai cuộn lên đây để quay video thôi. Chứ đất ở chỗ diện tích nhà em thì nó cũng hơi chật hẹp. Đó. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng quạt hút. Quạt hút của thương hiệu Panasonic. Con này thì ở đây, mã của nó đây, thông số của nó đây này. Đấy, Panasonic này. Hàng mới nguyên hộp luôn nhé. Hàng mới nguyên hộp luôn cho chúng ta luôn. Đấy, nhưng mà giá của nó thì lại là giá như kiểu là giá rẻ luôn. Đấy, giá như kiểu là hàng thanh lý luôn. Đấy, con này thì đây. Đấy, các bác có thể tháo ra. Để đợi em một chút, em sẽ tháo cho các bác. Đấy, có thể tháo ra để các bác lắp vào tường, hoặc là các bác có thể chế. Đấy, để vào ống đều rất là ok. Con này thì đời của nó là đời 2022. Là được các bác biết rồi, đời cực kỳ mới luôn. Đây. Các bác có thể tháo rời cái này ra. Nếu mà bác nào không cần sử dụng thì các bác có thể tháo, không phải là không cần sử dụng mà các bác bắt vào tường ấy, bắt vào trong tường ấy, thì các bác có thể tháo rời nó ra. Đó. Chỉ cần nó như thế này thôi là các bác đều có thể bắt được để các bác cho nó thổi vào tường. Đấy, nó cho nó thổi vào tường cho trong hộp kỹ thuật ấy, thì đều rất là ok luôn. Con này thì sẽ sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 110. Nhưng nhà em đã chuyển đổi cho các bác sang nguồn điện 220V và em đã cất rất kỹ vào đây. Và đây em sẽ xin này, các bác chỉ cần việc về nhé. Nếu mà các bác không dùng đến cái này nó vướng thì các bác có thể tháo ra. Đấy, các bác có thể tháo ra. Đó. Và đây các bác có thể nhìn, em xin phép cắm điện vào nguồn điện 220V nhé. Đây em chế cho các bác rồi. Đấy, các bác chỉ cần về các bác cắm cái nguồn này vào dây điện thôi. Các bác cắm vào nguồn điện cho em. Này, gió ra quay đang quay này. Rất là êm nhé. Các bác có thể nghe thấy chạy rất là êm. Đấy. Nó chạy rất là êm luôn. Êm du luôn. Đấy. Con này thì đây đã đổi nguồn. Đây là đã đổi nguồn sang cho các bác sang điện 220 rồi nhé. Bên này nhà em đã đổi nguồn cho các bác sang điện 220 rồi. Nên là các bác yên tâm không phải lo lắng gì cả. Một là các bác cần em chế cục đổi nguồn luôn. Hai là các bác lấy cục đổi nguồn này để các bác về các bác chế, để các bác tự cắm làm ổ phụ điện mà các bác tự cắm vào cũng được. Đấy, nếu mà các bác ưng cái mẫu nào thì các bác có thể lựa chọn cái mẫu đấy. Đấy, còn khi các bác đặt đây. Đấy, nắp của nó đây. Cái nắp của nó đây. Đấy, các bác về các bác ấy xong các bác lắp nắp vào thì nhìn nó rất là sang. Đấy. Con này của thương hiệu Panasonic. Hàng mới luôn nhé. Để em đo cho các bác cái kích thước luôn. Đây, cái kích thước thì bỏ cái này ra thì là các bác đo cái kích thước để các bác để cái lỗ chèn cái lỗ chờ này chúng ta có vừa không nhé. Đấy. Rất là mát này. Kích thước của nó là 17.5, các bác để cho em là 17.5 này. 17.5 thôi. Đấy, hoàn thiện trong chát xong 17.5 nhân với lại một chiều này. Đấy, tầm 17-17.5 là được. Tầm 17-17.5 là ok. Đó, để các bác sử dụng. Đấy, các bác khoan, bắt vít vào những cái lỗ này để các bác treo lên thôi. Đấy, các bác nếu mà bác nào ví dụ là để trên chân thì các bác lắp cái này vào cho em. Thì các bác lắp cái này vào. Còn bác nào mà để âm chân thì các bác không cần. Nếu bác nào để trong hộp kỹ thuật thì các bác bỏ cái này ra để nó khỏi vướng. Nếu mà hộp kỹ thuật vừa thì các bác để. Đấy, còn đây. Gió rất là mạnh này. Rất là ok luôn. Và đặc biệt là nó chạy rất là êm này. Các bác muốn mở rộng gió ra thì các bác bỏ cái này ra luôn được. Đấy, còn không thì các bác lắp này vào. Lắp này. Nó rất là tiện lợi nhé. Nó tháo rời ra luôn. Và cái quạt gió của Panasonic này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1 triệu đồng.
và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đây là đã bao gồm đổi nguồn cho các bác sang điện 220 rồi nhé. Đã bao gồm cục đổi nguồn để cho các bác sang điện 220 rồi. Đấy, và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Hàng rất ok luôn nhé. Hàng rất ok luôn. Đó. Quạt hút mùi. Các bác lên cho em mã này, mã quạt hút mùi nhé. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.